bác sĩ bây giờ cứu độ chúng sinh à, qua kiếp sau thành Phật hết, không còn là bác sĩ nữa à, để cho người khác ta làm, mình phải làm Phật để cứu độ chúng sinh. Cái này mấy ông làm hoài à, làm cho hết người thì, nào à... thì tôi nói bác sĩ nghe, hết cái kiếp này qua cái kiếp sau thành Phật rồi, không có còn là người nữa. Cái này là cũng của tiền của mấy doanh nghiệp, người ta đóng góp rồi tụi tôi mới nhờ mấy ông ở Sài Gòn này nè, cái hội bảo trợ người tàn tật. Nhưng mà nếu mà không có các ông thì các ông kia cũng đâu có lợi đấy à, thì phải chút thì tôi cầu mong cho các ông thành Phật hết. Ví dụ như mổ bình thường thì là 5-6 triệu, mà mấy ông này mổ cái này mấy ông lấy 600 ngàn người thôi. Thành ra tôi thấy tôi nói nhờ mấy ông giúp. Vậy đó. Chứ mấy ông mổ 10 ca thì bằng 1 ca đi mổ tư. Dạ, tôi là bố của đại liệt sĩ, tôi đây bố của hai liệt sĩ. Nhưng mà tôi ở gần cái bên đây chỗ chùa đây nè, chỗ khách nè, mà bây giờ bị đuổi rồi. Nhà tôi bị đuổi rồi. Gần đây không, tôi lại đây luôn chứ giờ đi đâu giờ. Đúng rồi. Đâu cũng mổ. Vậy thôi, được rồi.